Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu vận hạn năm nhâm dần 2022 của các tuổi trong 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi chi tiết chính xác luận về sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tính hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tuổi tí năm 2022 với khá nhiều biến động Năm nhâm dần 2022 được coi là năm khá khó khăn đối với người tuổi tí gặp năm nhâm dần, tí dần không phát sinh quan hệ xung khắc. Xét từ góc độ ngũ hành, tí thủy được ngũ hành năm, tức hành kim, tương sinh, có sự hỗ trợ nhất định cho vận trình cả năm, báo hiệu một năm vận khí không có quá nhiều thay đổi, tiền bạc đủ chi tiêu chứ không quá dư giả. Tuy nhiên, tuổi tí gặp năm dần tiến vào năm đầu hạn tam tai, Công việc làm ăn có biến động khá lớn, thường gặp nhiều khó khăn, trục trặc, nhất là khi bắt đầu khởi sự, làm gì cũng một mình gánh vác, ít nhờ vả được anh em bạn bè. Việc kinh doanh buôn bán bất lợi có thể gặp thất bại, đổ vỡ rồi liên đới tới gia đình, vợ chồng lục đục, sức khỏe theo đó cũng giảm sút. Nếu vẫn muốn mở rộng công việc làm ăn cần tính toán cẩn thận, lập kế hoạch rõ ràng mới tránh việc mất tiền, thất thu. Luận về công việc làm ăn, công danh, sự nghiệp Với nhóm người làm công ăn lương, công việc làm không có quá nhiều thay đổi. Được thiên ấn và tỷ kiên, hai các thần trợ mệnh, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, trong nguy có cơ. Nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên đạt được thành quả nhất định hai các thần này khơi nguồn cảm hứng sáng tạo thôi thúc động lực phát triển cũng như khai triển ý tưởng táo bạo chính điều đó được lãnh đạo đánh giá cao tăng cơ hội thăng tiến còn với nhóm người làm tư làm chủ công việc làm ăn lại có khá nhiều biến động đa phần nhiều thách thức hơn trước, đòi hỏi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, ứng phó với tình huống xấu nhất như ảnh hưởng của dịch bệnh, vấn đề lạm phát, giá cả. Theo đó, nhóm này không nên mở rộng quy mô làm ăn lớn hay đầu tư mạo hiểm trong năm, dễ bị chủ về, gặp khó, tiêu tán tiền bạc do bỏ dở giữa chừng hoặc có kẻ phá hoại. Nếu khởi nghiệp nên đi từng bước chậm rãi thăm dò biến động thị trường và xây dựng nền tảng vững chắc, tránh nóng vội, kéo bị, thua lỗ, phá sản. Luận về phương diện, tài lộc tiền bạc Xét về tổng thể, tài lộc không lý tưởng, khó đạt được như kỳ vọng, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc thì khó khu hồi lại vốn, kéo theo sự biến động lớn về thu chi cho mọi phương diện của cuộc sống thậm chí có thời gian phải vay mượn tiền để làm ăn hoặc lo cho gia đình. Năm có sao dịch mã chiếu báo hiệu dòng tiền biến động không ngừng, người tuổi Tý không còn tập trung tiền bạc ở một kênh nhất định, cũng không còn nắm giữ nhiều tiền mặt trong tay mà chuyển sang các kênh đầu tư vật chất khác. Tuy nhiên cũng cần hết sức lưu ý trong năm ít các vận về tiền bạc nên hạn chế tư duy đầu cơ ngắn hạn lướt sóng rất dễ thất thu nếu có thể nên suy tính lâu dài tìm người hỗ trợ khi cần thiết tránh nóng vội kẻo tiền mất tật mang luận về tình cảm gia đạo dưới tác động của điếu khách hung tinh chuyện tình cảm của người tuổi tý không được tốt gặp nhiều phiền muộn do cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài tác động gia đạo vì thế mà mất hòa khí kẻ thứ ba có cơ hội xen ngang tình cảm lửa đôi cần hết sức cảnh giác ngoài ra hung tinh này cũng báo hiệu có điềm tan tốc trong nhà nên hết sức lưu ý với người độc thân tình duyên vẫn khá lẫn đận dễ rơi vào trạng thái ngày lắm mối tối nằm không tình yêu sớm nở tối tan khó tìm được ý trung nhân riêng các cặp đôi có ý định tiến tới hôn nhân trong năm này thì tiến hành càng sớm càng tốt, dễ tránh để lâu tình cảm rạn nứt do những xung đột vụn vặt hàng ngày. Luận về hung cát của sức khỏe người tuổi tí Như đã nói ở trên, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình tuổi tí. Nó biểu hiện rất rõ ở phương diện sức khỏe, khi đau yếu dễ gặp thầy thuốc mà nhanh khỏi, hoặc dù động chạm giao kéo cũng nhanh lành, bình an vô sự trên các hành trình xa. Có điều, sức khỏe của tuổi tí giảm sút đôi phần so với năm trước bởi tác động khó lương của các hung tinh cũng như hạn tam tai năm nhâm dần 2022. Vấn đề tâm lý lại tác động. Đường số có xu hướng nghĩ quá nhiều dễ dẫn tới tình trạng đau nửa đầu, chán ăn, mệt mỏi rất cần được nghỉ ngơi vui chơi để thúc đẩy cảm xúc tích cực. Đặc biệt, lưu ý các tháng cuối năm nhâm dần 2022 đi lại cẩn thận kẻo gặp hòa huyết quan do tai nạn xe cộ hoặc gặp bất trắc về đường sông nước. 2. Tuổi sổ năm 2022 với vận trình nước đẩy thuyền lên Tử vi năm nhâm dần cho thấy thoát khỏi năm tuổi đường đầu thái tuế và dòng hạng tam tai vận trình tuổi Sửu khởi sắc trong thảy trong năm nhâm dần một năm cục diện ngũ hành tương sinh mặt khác lại có chính quan thái dương các tên hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn vận quý nhân vượng khởi sự thuận lợi hơn trước mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến tài lộc cũng thuận lợi sự nghiệp mà gia tăng, tiền bạc, dư dôi, kinh doanh, đầu tư thu lời về nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ ở một nguồn thu cố định. Có đều sức khỏe giảm sút hơn hẳn, hao tổn tiền bạc do phương diện này. Chuyện tình cảm cũng chưa được thuận lợi, khó đón hỷ tính trong năm 2022. Luận về phương diện công việc của tuổi sửu dưới tác động của chính quan và thái dương, hai các tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho sự nghiệp, công việc của tuổi Sửu chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn trong năm, nhằm dần 2022. Nhờ thương quan trợ lực, đương số có cơ hội đi xa, xuất ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ, công việc kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng quy mô. Có điều, ngũ hành bản mệnh sinh xuất cho lưu niên lại thêm các các tinh hỗ trợ nhiều hơn cho nam giới. Nên nữ giới tuổi sủ dù có đạt được nhiều thành công lớn nhưng rất vất vả, lao lực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và chuyện tình cảm cá nhân. Luận về phương diện tiền bạc tài lộc Ở thế như nước đẩy thuyền lên, công việc thuận lợi thì tài lộc ắt sẽ dồi dào theo đó, phương diện tài chính năm 2022 của tuổi sổ có xu hướng phát triển rất tốt, sinh lời, sinh lập tiền bạc, hành thông. Đặc biệt với người kinh doanh buôn bán, năm nhâm dần 2022 hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những thua lỗ trước đó. Có điều, chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa, một lúc kẻo rơi vào đúng thời điểm vận khí xấu mà hao hụt tiêu tán nên thận trọng vừa làm vừa thăm dò thị trường chậm nhưng mà chắc còn hơn mà thiệt hại. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, chỉ nên thử sức với viên mô nhỏ, số vốn ít. Năm có sao Thái Dương Chiếu đương số nên tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn nữ, được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần các khí luận về phương diện tình duyên thoát khỏi vòng vây thái tế người tuổi sửu không còn cảm thấy quá áp lực về tinh thần vì thế mà chuyện tình cảm gia đạo cũng thêm phần hài hòa tốt đẹp vượng hòa khí trong năm 2022 năm vừa có hồng lâu, chủ đào hoa tinh chiếu lại thêm quả tú khắc chế đào hoa báo hiệu chuyện tình cảm của những người độc thân có sự biến động mạnh nhất là nữ giới. Nữ mạng tuổi Sửu mở rộng quan hệ xã giao có nhiều cuộc gặp gỡ chất lượng, có thể nảy sinh tình cảm tốt đẹp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có quả tố hung tinh đại diện cho những áp lực cuộc sống hay cảm xúc xáo trộn bên trong ngăn cản, tuổi Sửu vẫn có xu hướng khép mình, tập trung nhiều cho sự nghiệp hay gia đình hơn là chuyện tình cảm cá nhân, vì thế mà tự nảy sinh mâu thuẫn có thể lỡ dở hạnh phúc trong tầm tay. Với các cặp đôi đang yêu, nếu có dự định kết hôn thì tranh thủ tiến hành sớm, tránh để quá lâu tình cảm trục trặc lại không đi tới đích. Các cặp vợ chồng chú ý quan tâm đến nửa kia, cân bằng cảm xúc, chia sẻ gánh nặng kinh tế trong gia đình. Có như vậy mới không sinh ra mâu thuẫn, không tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang phá hoại hạnh phúc gia đình. Luận về phương diện sức khỏe Năm gặp ngũ hành bản mệnh sinh sức cho lưu niên thì sinh lực ác hư hao, sức khỏe cũng vì thế mà không tốt, lại thêm ảnh hưởng của bệnh phù hung tinh, người tuổi sổ rất dễ đau ốm, vặt hoặc mắc các chứng bệnh về mắt, thần kinh hay khí huyết. Nên chú trọng nghỉ ngơi điều độ và ăn uống khoa học, dù bận rộn đến mấy cũng không nên bỏ bữa hoặc không luyện tập thể thao. Làm được điều này tuổi sủ mới duy trì được trạng thái tốt, hạn chế ốm đau mỗi khi giao mùa. Trong năm cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe, người lớn tuổi trong nhà có thể xảy ra bất chắc, đường số hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm như leo núi, lướt sóng, tránh xui xẻo ập tới với bản thân mình. Tuổi Dần năm 2022 đường đầu với chồng gai bước sang năm nhâm dần 2022, gặp đúng năm tuổi và phạm cục diện trực thái tuế. Người tuổi dần gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện của cuộc sống. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế vô phúc liền có hòa, tai ương có thể ập tới bất ngờ, bất cứ lúc nào. Dưới tác động của thái tuế, tư tưởng đường sổ bất ổn, dễ thay đổi theo hướng mới. Công việc làm ăn vì thế mà dịch chuyển theo hướng, có xu hướng đi làm ăn xa hoặc thay đổi nơi làm việc. Trong năm tiêu pha tiền bạc nhiều, đầu tư kinh doanh càng lớn càng khó thu hồi lại vốn, nên tính toán thận trọng khi hùng hạp làm ăn. Tình cảm lứa đôi thiếu hòa khí, gia đạo bất ổn, nhiều chuyện phiền muộn lo lắng không yên. Ngoài ra, cần đề phòng cảnh giác vướng hòa thị phi, kiện cáo pháp luật gây tổn thất tiền bạc. Luận về công danh sự nghiệp Thái tuế tác động mạnh về mặt tư tưởng khiến đại đa số người tuổi dân phải suy nghĩ nhiều, thay đổi liên tục về tư tưởng, công việc làm ăn nhìn chung gặp khó khăn, khó được suôn sẻ ngay từ đầu, trái lại, vạn sự khởi đầu nang. Nửa đầu năm là thời điểm mà công việc làm ăn của tuổi dần có sự thay đổi lớn, có thể là đổi việc hay mở mang thêm lĩnh vực khác. Nhưng dù gì đi chăng nữa, vẫn gặp nhiều bất lợi, đến nửa cuối năm có thiên ấn các thần nâng đỡ, công việc vớt vất vả phần nào nhưng để tiến tới thành công lớn hoặc có sự thăng tiến mới thì e rằng là điều chưa thể lại có thiên quan chủ về kiện tụng tranh chấp tác động. Năm 2022, tuổi dần hạn chế việc trung đụng hùng hạp làm ăn hay có sự hợp tác liên kết nào đó, chủ về mâu thuẫn, kiện cáo và bất lợi khi làm việc. Riêng người kinh doanh buôn bán có thể hợp tác với bạn bè như tránh ký kết cùng với người thân. Đồng thời, cần phân tách công việc cũng như lợi ích rõ ràng thì mới tránh được tranh chấp. Luận về tiền bạc tài lộc của tuổi Dần. Tài lộc năm 2022 của tuổi Dần kém sắc, tiền làm ra cũng khá nhưng hao tổn nhanh chóng, khó tiết kiệm, chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc, làm ăn Xét thấy năm 2022, đường số có nhiều thay đổi về tư tưởng, có xu hướng tìm hiểu nhiều về các kênh đầu tư khác nhau nhưng chỉ có một nguồn thu nhập hiện tại mà thôi. Điều này rất đáng hoan nghênh nếu bạn chịu khó tìm tòi học hỏi, tiến hành từng bước chậm mà chắc. Ngược lại nếu đầu tư với tâm thế kiếm lời nhanh, làm giàu nhanh chóng rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Năm nay không tốt cho những ai có ý định đầu cơ ngắn hạn, lúc đầu có thể kiếm được một khoản nhỏ nhưng về sau tổn thất nặng nề. Lưu ý trong năm có tranh chấp liên miên đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân trong nhà. Luận về tình duyên gia đạo Thái tế phủ đầu lại không có đào hoa tinh chiếu mệnh tình duyên tuổi dần năm 2022 không được tốt. Trong nhà thiếu hòa khí, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, vợ chồng con cái thường xuyên cãi vã, ra đường thì cũng xung đột trong các mối quan hệ xã giao với đối tượng độc thân, tình cảm không mấy thuận lợi, dù vẫn có cơ hội hẹn hò hoặc thông qua may mối, nhưng chỉ duy trì được mối quan hệ ngắn hạn khó có kết quả. trong gia đình cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ hay anh em, khiến tâm trạng bất ổn, dễ xa đà, thói hư tật xấu. trong năm có điềm báo về sự ngăn cản phản đối, các cặp đôi đang yêu mà tính chuyện cưới gã e rằng đại sự khó thành nên bình tĩnh tìm cách thuyết phục người thân hơn là phản kháng kịch liệt kẹo hậu quả khôn lường. Luận về sức khỏe Nhìn chung sức khỏe của tuổi dân khá tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng. Có điều trong năm triệu tác động của thái tuế, đương số sẽ trải qua nhiều vất vả lo toan cho công việc, tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút dễ ngã bệnh. Đa phần là các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày và hệ thần kinh như đau nửa đầu, khí huyết lưu thông kém. Dù là nam hay nữ mạng, tuổi dần cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Ngoài ra, cần đề phòng hỏa hoạn trong các tháng, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Tuổi mão năm 2022, tâm thế bình hòa so với năm ngoái, năm nhâm dần 2022 thêm vài phần cát lành, tuy nhiên chưa đến độ được rỡ. Tuổi Mão gặp năm dần ở tâm thế bình hòa, công việc làm ăn đều đều ổn định với những ai làm công ăn lương, may mắn có thêm chính quan, chính ẩn các tin hỗ trợ nên cũng đạt được ít nhiều thành công hay sự thăng tiến. Có điều tất cả vẫn ở mức khiêm tốn tiền bạc đủ tiêu pha trang trải cuộc sống chứ không có dư do nhiều. Nữ mạng kiếm tiền tốt hơn nam mạng nhưng khó tích lũy được tiền vì vướng bận nhiều mối lo. Kinh doanh đầu tư nếu chuyển hướng khác sẽ có lợi hơn. Năm có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá cát lành. Nhưng lưu ý dấu hiệu phản tác dụng của đào hoa quá vượng gia đạo có nhiều xáo trộn, chủ về mâu thuẫn tình cảm do kẻ xấu phá hoại. Sức khỏe thì khá tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng cần phải chú ý vấn đề xe cộ đi lại. Luận về công danh sự nghiệp năm 2022 sẽ là năm bình ổn với những người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều biến động thời điểm vận khí lên đón sự hỗ trợ của hai các thần là chính ẩn và chính quan đương số có cơ hội khẳng định năng lực dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng nhẹ về mức lương hai các tình chủ đào hoa hàm trì và bách việt không chỉ mang tới nhân duyên các lành về chuyện tình cảm cá nhân nó còn là chỉ báo cho thấy vận quý nhân khá vượng lúc gặp khó sẽ có người tương trợ không lo đơn độc. Với người kinh doanh buôn bán hay đầu tư nên thận trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người lớn tuổi giúp đỡ nhưng vẫn có điềm bảo tiểu nhân trình rập. Khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương, kẻo hao tổn. Lận về khía cạnh tài chính đầu tư Nhìn chung tài lộc năm 2022 của tuổi mão bình ổn, không biến động mạnh dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái hơn nhiều nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống khó tích lũy không dư giả bao nhiêu cục diện tương khắc với ngũ hành lưu niên khiến công cuộc kiếm tiền làm giàu có phần trục trặc vất vả chứ không suôn sẻ ngay từ đầu năm với người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập như cũ nửa cuối năm có thể tăng lương nhẹ Người kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều đặn, không tròi sụt mạnh. Hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Trong năm, không có đầu tư quá nhiều tiền bạc cho một mối làm ăn, chủ về khó thu hồi được vốn liếng nên chia chứng nhiều rõ. Chuyển từ tiền mặt sang tích lũy về của cải hoặc đa dạng hóa các hạng mục đầu tư vật chất để hạn chế rủi ro luận về mặt tình cảm gia đạo. Bách Việt và Hàm Trì đều là những các tên chủ về đào hoa mang tới hỷ tính cho những người tuổi mão. Nam nữ dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Đặc biệt là nam mệnh được quý nhân xe duyên may mối, phát triển được mối quan hệ các lành. Không những tốt cho tình cảm cá nhân, mà cả công việc cũng thêm phần thuận lợi. Với người đã có đôi có cặp nên tận dụng thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên với những ai đã kết hôn lâu rồi, cẩn thận vướng vận đào hoa dữ, chủ về mâu thuẫn tình cảm do kẻ thứ ba xen ngang phá hoại, nếu không tỉnh táo và bình tĩnh rất dễ bị chia ly. Luận về khía cạnh sức khỏe Nhìn chung sức khỏe khá tốt, đường số không mắc bệnh tật nghiêm trọng, nhưng vì xung khắc với ngũ hành lưu niên mà đau ổn vặt khó tránh. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành, tránh gặp bất lợi do trục trặc xe cộ. Trong các hoạt động hàng ngày, cần chú ý bị bông gân, té ngã hoặc hỏa huyết quang. Nữ mệnh không nên kiên khem quá mức khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài làm giảm chất lượng của cuộc sống. Ngoài ra, năm có hói khí ảnh hưởng, cần chú ý hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi trong nhà, nửa cuối năm có tinh buồn, tan chế. Tuổi thành năm 2022, dục tóc bất đạt Tử vi tuổi thành năm nhâm dần 2022 chưa thật sự lý tưởng dù đã có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm ngoái bởi đường số đã bước vào năm hạng tam tai 2022. Vận khí có ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Công việc làm ăn có sự mở mang thêm nhưng bước đầu còn gặp khó. Tài lộc tốt hơn so với năm trước nhưng tiêu hao cũng nhiều do tư tưởng về thiên về lối sống hưởng thụ nhiều hơn, tiền bạc đủ tiêu pha, không phải nợ nần, có lộc kinh doanh, buôn bán. Gia đạo có điềm tăng chế, chú trọng hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà. Tình cảm đứa loi có cải thiện nhưng vẫn khó bề, gia thất. Sức khỏe không có gì đáng ngại, ngoài ra các trận ống vặt, một số bệnh do suy nghĩ quá nhiều mà ra luận về công danh sự nghiệp bước sang năm nhâm dần thình gặp dần bình hòa về cục diện báo hiệu công việc làm ăn có sự thay đổi nhiều người làm công ăn lương công việc ổn định có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ vào nửa của năm 2022 do được thiên quan nâng đỡ nên tận dụng nửa đầu năm để phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái quả ngọt kinh doanh buôn bán càng về cuối năm càng thuận lợi. Tuy nhiên, sức cạnh tranh lớn khiến đương số phải suy tính nhiều mà dẫn tới mất ăn, mất ngủ, cơ thể hao nhược. Hợp tác làm ăn có điềm báo phá hoại do tác động của thiên cẩu hung tinh, chủ quan sinh sức là thất bại tức thì. Bước vào đầu năm hạn tam tai ắt có trở ngại nhất định, người tuổi thân hạn chế đại sự, với những ai có ý định khởi nghiệp nên tiến hành từng bước vừa để thăm dò thị trường vừa để chuẩn bị sẵn sàng tiềm lực ứng phó khó khăn cũng như đón nhận cơ hội mới dục tóc thì bất đạt làm gì cũng cần ghi nhớ điều này nhé luận về tài lộc dù bị tam tai kiềm hãm nhưng đường số được ngũ hành lưu niên tương sinh ủng hộ lại có thực thần nâng đỡ nên tài lộc năm 2022 không tồi, thậm chí tổng thu nhập khá hơn so với nhiều năm trước. Tuy nhiên, thực thần đồng thời cũng kích hoạt tư tưởng mới, khiến đường số thay đổi cách sống có xu hướng hưởng thụ nhiều hơn. Theo đó, tiền kiếm được nhiều nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân nếu có ý định đầu tư hay đầu tư ngắn hạn nằm nhầm dần chưa phải là thời điểm thích hợp bởi bất lợi có hại do bị thua lỗ khó thu hồi vốn thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm vừa làm vừa học xây dựng nền tảng kiến thức bền vững tránh tâm lý a dua đám đông luận về mặt tình cảm với nam nữ tuổi thìn độc thân năm 2022 mở ra nhiều mối quan hệ các lành thúc đẩy nhân duyên vượng đôi lửa tìm với nhau cùng nhau có những trải nghiệm thú vị đời sống tình cảm vì thể mà thêm phần phong phú người đến người đi dập dìu trong năm nữ mạng dễ có nhân duyên với người kém tuổi hơn nam giới tuổi thìn tuy gặp được người khác phái hợp ý nhưng quan hệ khó bền chặt về gia đạo trong năm có điểm báo tan sự do hai hung tinh tàn môn và thiên khóc đưa tới. Tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo cuộc sống, tiền bạc, công việc làm ăn, sức khỏe, cơm áo, gạo tiền. Đôi bên không học cách chia sẻ, ác xẻ nảy sinh, tâm lý chán trường là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình. Luận về sức khỏe Năm nhâm dần sức khỏe của người tuổi thìn không đáng ngại có điều ngũ hành bản mệnh sinh cho lưu niên khí lực vì thế mà tiêu hao khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm đau đầu đau mỏi xương khớp khi giao mùa áp lực công việc chuyện tiền bạc con cái là nguyên nhân chính khiến đường số phải suy nghĩ nhiều bệnh từ đó mà ra nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Dưới sự tác động của tam tai kết hợp cùng thiên cẩu hung tinh có thể gây ra điềm báo tai nạn bất ngờ, bản mệnh thận trọng khi đi lại. Ba tháng cuối năm hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần hạn chế đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị. Tuổi tỵ năm 2022, tiểu nhân vẫn hoành hành. Tử vi năm nhâm dần 2022 đối với tuổi tỵ được đánh giá bán cát bán hung, hung cát đang sen khó phân định hơn kém. Trong khi cục diện hình thái tuế kéo đến vận xôi thì hai các thần chính tài và chính quan lại giúp tháo gỡ khó khăn. Theo đó, công việc làm ăn tuy có thay đổi nhưng đa phần không mang nhiều may mắn như ý muốn. Một mặt được quý nhân giải vây lúc nguy nan, mặt khác tiểu nhân vẫn hoành hành cản trở con đường thăng tiến. Tiền bạc tuy kiếm ra nhưng tiêu pha cũng nhiều, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính, ít thu nhập ngoài luôn nên tiền bạc chỉ đủ dùng, ít phải vay mượn nợ nần tình cảm gặp khó khăn, gia đạo thiếu hòa khí, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, sức khỏe giảm sút hơn trước, đi xa gặp bất lợi, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc sông nước. Luận về công việc làm ăn Cục diện tử vi bất phân hung cát nên công việc cũng có tốt, có xấu, đang sang, mặt tốt, có sự đổi mới hoặc mở rộng chuyện làm ăn Người làm công ăn lương được chính quan nâng đỡ có thể được đề bạt lên chức mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh được thị trường thu về không ít lợi nhuận cho chính tài các thần tương trợ. Song hành với đó là một vài sự hạn chế cục diện hình thái tuế với biểu tượng là những khó khăn thách thức cản trở từ những mâu thuẫn thị phi khiến đương số khó có thể hành sự thuận lợi ngay từ ban đầu mọi thứ đến với bạn không hề dễ dàng mà phải trải qua sự thử thách tổn hao mồ hôi công sức trong năm thận trọng khi hùng hạp làm ăn cùng người khác rất dễ xảy ra tranh chấp nhẹ thì mất mối thâm tình nghiêm trọng tổn hao cả danh dự và tiền bạc luận về ta Lộc năm có chính tài chiếu mệnh người tuổi Tỵ không quá lo lắng về tiền bạc thách thức và cơ hội song hành bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận có đều tài tinh chủ yếu này hỗ trợ cho công việc chính hạn chế các nguồn thu phụ với việc phụ trợ hoặc đầu tư tai ngang vận khí chưa tốt tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng cân nhắc người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, nhưng chỉ đủ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ. Cần hết sức lưu ý cục diện hình thái tuế xuyên suốt năm nhâm dần làm gì đương số cũng suy tính cẩn thận, tránh chủ quan sinh xuất mà tiền vừa vào túi chưa nóng đã vội bay đi. Nói đơn giản hơn là có tiền mà không biết giữ. Luận về mặt tình duyên gia đạo Dưới tác động mạnh của hình thái tuế, chuyện tình cảm hay gia đạo của người tuổi tỵ không được như ý nguyện. Gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn về áp lực cuộc sống cha mẹ con cái cãi vã do khác biệt về tư tưởng. Sự việc chỉ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề, ngược lại nếu chia sẻ cùng nhau, mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Các cặp đôi đang yêu vấp phải những sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc gặp các rối thị phi nào đó. Nếu tình duyên không đủ lớn, e rằng khó vượt qua. Với nam nữ độc thân, cô thần hung tinh ảnh hưởng khiến cho suy nghĩ bí bách xu hướng khép mình ít giao lưu mở rộng nên khó tìm được người ân ý dù được may mối cũng khó kéo dài mối quan hệ luận về sức khỏe so với tử vi năm 2022 phương diện sức khỏe đối với người tuổi tỵ giảm sút hơn hẳn năm tăng sửu 2021 đa phần bệnh do suy nghĩ nhiều vì áp lực công việc mà ra như đau nhức đầu, giảm sút thể lực. Cần tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi nếu có thể đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài ra, nữ mạng tuổi tỵ đề phòng các bệnh về phụ khoa và thần kinh, nam mạng cẩn trọng các bệnh về xương khớp và mắt. Trong năm, hạn chế xuất hành đi xa kẻo bất lợi cho sức khỏe đi lại cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ hoặc sông nước do phong thần hung tinh luôn thường trực. Tuổi ngọ năm 2022 gặp hái thành công rực rỡ. Năm nhâm dần được đánh giá là năm khá cát lành đối với người tuổi ngọ. Cục diện tam hợp chống lưng, công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn. Càng mở mang, thêm thì càng gặt hái được thành công rực rỡ, lại thêm nhiều các tin chiếu mệnh, tử vi năm 2022 của tuổi ngọ như gấm thêm hoa ở mỗi độ tuổi đều đạt được thành công nhất định, tài lộc vì thế mà hanh thông, thích hợp đầu tư kinh doanh đa dạng, hứa hẹn ngày vội thu tình duyên ngày càng thuận lợi gia đạo hài hòa đón hỷ tính thêm con thêm cháu hoặc tin vui từ xa đưa tới sức khỏe không có gì đáng ngại ốm đau dễ được gặp được thầy gặp thuốc nhanh chóng lành bệnh luận về phương diện sự nghiệp tiến vào năm có tam hợp cục diện nâng đỡ thêm thiên quan và long trì ban phát uy quyền công danh sự nghiệp của người tuổi ngọ vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Đi xa làm ăn hay ngoại giao đều gặp lại, được quý nhân tương trợ thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực được cấp trên đề bạc, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay nên chủ động nắm bắt với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ công việc làm măng thuận bườm xuôi gió việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa càng mở rộng càng nhiều không gian để phát triển năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ có điều trong năm vẫn có đêm báo hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh quan phù đương số thận trọng khi chọn người hợp tác cùng làm ăn tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc luận về phương diện tài lộc bước sang năm nhâm dần tài lộc của tuổi ngọ hành thông hơn hẳn dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn không có quá nhiều trục trặc vất vả như trước đương số mưu sự dễ thành dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện thu về lợi nhuận tốt. Vừa được tam hợp phù trợ lại thêm thiên tài chủ về các nguồn thu phụ mang tới lộc trời ban. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, đương số có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu. Những kênh đầu tư này mang tới nguồn thu thụ động ổn định chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện chi tiêu dư giả hơn trước mức độ tiêu hao tiền bạc trong năm không quá nhiều thu chi cân đối đương số tiết kiệm thuận lợi tích lũy được khoản kha khá yên tâm cho một kế hoạch sắp tới luận về phương diện tình cảm gia đạo trong năm có phận quý nhân vượng tình duyên của người tuổi ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ nhất là nam nữ còn độc thân. Nữ mạng dễ gặp được người ân ý có thể trẻ tuổi hơn mình, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ các lần. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng. Tình cảm lứa đôi khá lý tưởng, các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính tới chuyện chăm nhâm. Nên tiến hành vào Nửa đầu năm, mọi việc dễ bề suôn sẻ. Các cặp vợ chồng khó tránh mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng, bằng cách quan tâm hơn tới đối phương thì gia đạo sẽ yên ấm, trong năm đón tin vui như thêm con thêm cháu. Sinh con năm 2022 là điều các loại đường số có thể cân nhắc. Xét về mặt phương diện sức khỏe, mặt sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy nhiên luôn có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi ngọ về vấn đề đi lại, đề phòng hỏa huyết quan, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu, thương tổn. Ngoài ra, nam mệnh tuổi ngọ cần chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là vào các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, những tác nhân khiến ai cũng phải có những bệnh nền, ngày càng suy giảm. Nữ mạng tuổi ngọ chú ý các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém, đầy bụng. Tuổi mùi năm 2022, mô sự dễ thành. Nếu tử vi tuổi mùi năm 2021 là một nốt trầm, thì năm 2022 là cơ hội để đường số được bù đắp hướng tới sự thăng hoa rực rỡ. Dưới tác động tích cực của cục diện nhị hợp cộng với ngũ hành tương sinh lưu niên, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến mưu sự dễ thành tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượt, có tài lộc đưa tới. Tình cảm gia đạo hài hòa có hỷ tính đưa tới trong năm ắt có thêm người thêm của, sức khỏe có phần giảm sút hơn trước nhưng không quá nghiêm trọng, đề phòng bệnh cũ tái phát phải can thiệp giao kéo. Luận về mặt sự nghiệp, Bước vào năm nhâm dần, người tuổi mùi được đồng lọt các cục diện tương trợ, ví như gặp đúng thiên thời địa lợi nhân hòa là nền tảng tốt để tự do phát triển, thỏa trí tăng bồng. Cụ thể, vừa có nhị hợp quý nhân nâng đỡ, vừa được cục diện tương sinh ngũ hành hỗ trợ lại thêm tử vi các tinh, soi đường, chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trục trặc khó khăn cản trở như trước nữa với người làm công ăn lương công việc suôn sẻ được tập thể ghi nhận công lao nửa cuối năm có tín hiệu thăng quan tiến chức hoặc tăng lương đáng kể nếu có ý định thay đổi công việc bản mệnh trở ngần ngại mà thử sức sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển năm 2022 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Với những người làm ăn, kinh doanh, tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài sự mong đợi dưới tác động của thương quan, đương số được quý nhân phù trợ có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùng hạp làm ăn mới. Luận về tài lộc Được chính tài các thần tương trợ vận trình tài lộc của tuổi Môi tươi sáng trong năm 2022. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán ngoài nguồn thu phụ. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư. Có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán có điều cần hết sức lưu ý vận trình có khúc quanh co có thời điểm vận khí xấu tác động không thích hợp cho đầu tư lướt sóng ngắn hạn bởi rủi ro rất là cao phù hợp nhất là lựa chọn hạng ngục chung và dài hạn chỉ cần không quá tham lam ắt sẽ có tiền chảy vào túi trong năm tài lộc vẫn có điềm bảo hao tổn nhiều phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày thỏa mãn nhu cầu cá nhân, phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo, thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác bạn bè hay phụ tá. Luận về tình duyên gia đạo Tình duyên năm 2022 của tuổi mùi khá tốt. Thiên hỷ các tinh báo hiệu gia đạo có tin vui đưa tới như thêm con, thêm của, thêm người, thêm cháu, gia đình tình cảm hài hòa ít xung đột lớn nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng nam nữ độc thân vượng đào hoa gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới đi đến đâu cũng được yêu mến khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương hẹn hò lãng mạn nữ mạng tuổi mùi lan tỏa sức hút từ chính nét dịu dàng chu đảo bên trong chỉ cần lưu tâm đôi chút về cách ăn mặc phối đồ thì dễ dàng chinh phục được đối tượng đã lọt vào mắt xanh. Nam mệnh có xu hướng chủ động hơn trong chuyện tình cảm, không cần mai mối cũng tìm thấy người phù hợp. Luận về mặt sức khỏe Trong năm có cách cục tốt Lại thêm, nhiều các tin hỗ trợ, sức khỏe của người tuổi mùi khá tốt hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng có ốm đau cũng mau lành do gặp đúng thầy đúng thuốc có điều lưu ý dưới tác động của tử phù hung tinh khiến bệnh cũ dễ tái phát một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm giao kéo nhưng yên tâm kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp ngoài ra có điềm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra đương số nên thận trọng khi sử dụng các vật nhọn bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương, đi xa cẩn thận đường sông nước, kẻo gặp họa đuối nước. Nữ mạng cần đề phòng các bệnh về phụ khoa, tái phát. Tuổi thân năm 2022, một năm vất vả. Tiến vào năm nhâm dần, người tuổi thân vừa chịu sự kiềm hãm của sung thái tuế, vừa gặp hạn tam tai. Báo hiệu một năm vất vả, hao tốn tiền của, công sức cũng như tiền tài. Công việc làm ăn khó khăn, thay đổi liên tục, đa phần theo xu hướng xấu. Kinh doanh buôn bán hay đầu tư gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng do đại hao gây nhiễu đề phòng bị trộm cắp tài sản, lừa đảo hoặc tiểu nhân quấy phá gặp tiền mất tật mang. Gia đạo tình cảm nhiều phiền muộn, đa sầu do áp lực công việc và tài chính tác động. Sức khỏe không được tốt, dễ mắc các chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tứ chi. Luận về sự nghiệp Năm 2022 khó khăn bổ vay cạm bẫy gian lối người tuổi thân làm việc vất vả hơn mất công sức nhiều nhưng chưa thể thu hồi được kết quả như mong đợi vừa chịu tác động của cục diện tương xung với thái tuế lại có thiên can lộ xuất tỵ kiên chủ về tự thân vận động làm gì cũng một thân một mình không có người thân hay bạn bè giúp đỡ Thái tuế hung tinh mang điềm bảo phận quý nhân kém sắc, trong khi phận tiểu nhân rất vượng, lúc khó khăn chống chọi một mình, vất vả tứ bề. Người làm công ăn lương bắp bên với công việc hiện tại không được lãnh đạo ủng hộ, khó mà thăng tiến, nửa cuối nông, thì vòng kim kẹp của thái tuế dần mở, vận khí khởi sắc hơn đôi chút. Người không ngoan sẽ tận dụng ngay cơ hội này để phấn đấu, trong nguy có cơ vẫn có ánh sáng ở cuối con đường hầm cho những ai nỗ lực hết mình vì thế đừng quá bi quan việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều bất lợi có điềm báo bị phá hoại hoặc hãm hại sau lưng thận trọng trong hùng hạp làm ăn kẻo tiền mất tật mang năm đầu gặp hạn tam tai nên hạn chế khỏi đại sự nếu có ý định khởi nghiệp thì cũng nên tiến hành chậm để thử nghiệm và thăm dò chớ dục tốc mà bất đạt. Luận về tài lộc Cùng với những bất lợi trong công việc kéo theo tài lộc năm 2022 của người tuổi thân giảm sút trong thấy, xung thái tuế phí như con đập, ngăn dòng nước chảy tiền bạc đến, dù nhìn thấy cơ hội làm giàu trước mắt, nhưng để bỏ lỡ vì có tâm lý do dự thiếu quyết đoán trong năm kiếm tiền đã khó khăn tiền bạc làm ra cũng khó giữ người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi dễ bị tình trạng bùm hàng ế ẩm đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư khả năng cao không thu hồi được vốn, nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh nợ nần. Thực thần xuất hiện mang theo một vài cơ hội kiếm tiền nhưng không quá mạnh mẽ bởi không có tài tinh đi cùng. Ngược lại, nó còn kích hoạt tư tưởng thích thưởng thụ cuộc sống hơn là làm việc, đương số vì thế có xu hướng chăm ăn lười làm hay mua sắm hàng xa xỉ đi du lịch xa tốn kém lại thêm đại hao hung tên gây hao tán mạnh tiền bạc khó kiếm đã đành lại còn dễ dàng tiêu tán muốn giữ được của nên cần nhắc phương án nhờ người thân tai hòm chiều khóa dùm luận về tình cảm gia đạo xem tử vi tuổi thân năm 2022 thấy có dấu hiệu cản trở trong chuyện tình cảm dù được phượng cát chủ về các duyên chiếu mệnh mở ra một vài cơ hội gặp gỡ người khác giới do người lớn tuổi giới thiệu. Nhưng nam nữ độc thân vẫn khó tìm được người ưng ý, các mối quan hệ chỉ chấp nhóm, đi rồi khó động lại. Về gia đạo, trong năm gặp nhiều chuyện phiền muộn, trong nhà thiếu hòa khí, tình cảm lứa đôi có kẻ phá hoại hoặc có dấu hiệu cản trở, các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn e rằng khó mà thành đôi. Các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu mà chưa có con thì năm nay có thể đón hỷ tính. Đây là điểm sáng duy nhất trong vận trình tình cảm của tuổi thân trong năm. Nếu có ý định sinh con thì nên chủ động lập kế hoạch và chuẩn bị tinh thần kỹ càng. Sinh con cũng là hỷ sự. Nhất khỉ chặn tam tai, Tức một chuyện vui có thể chặn được ba chuyện xui. Lấy hỷ khí, ác đi, xui khí, thái tuế âu cũng là cách hóa giải xui xẻo hiệu quả đương số nên cân nhắc. Luận về mặt sức khỏe Không được thiên thời địa lợi hỗ trợ lại cộng thêm yếu tố khách quan tác động như tội tác ngày càng lớn môi trường ngày càng ô nhiễm, sức khỏe năm 2022 của người tuổi thân không tốt, thường xuyên đau ốm, bệnh tật lâu ngày mới khỏi. Áp lực do công việc, muộn phiền cuộc sống khiến đường số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, thị lực, xúc giảm Nữ mạng tuổi thân cần hết sức lưu ý tới các bệnh phụ khoa. Thiên hư hung tinh tác động dễ khiến bệnh cũ tái phát. Một khi đã phát bệnh thì triệu chứng nặng hơn. Người vừa khó chịu mà tiền cũng tiêu hao nhiều hơn. Nam mạng chú ý đề phòng thương tật chân tay. Không thích hợp tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm như leo núi, lặn biển, nguy cơ xảy ra bất chắc. tuổi dậu năm 2022, vận khí ổn định. Xem tử vi năm nhâm dần 2022, tuổi dậu có thể tiến vào một năm nhâm dần, dậu gặp dần chủ về bình hòa, báo hiệu tử vi năm không có nhiều biến động thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trục trặc bất lợi nào quá lớn và bước đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ để bùng nổ. Dưới tác động của kiếp tài và tiểu hao hung tinh, chủ về hao tán tiền của, tiền bạc trong năm kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu hao lắm, chủ về khó tích lũy, đây là năm không thích hợp cho những đầu cơ nắng hạn mà nên ưu tiên cho trung và dài hạn, lợi nhuận tuy không nhiều nhưng ổn định hơn. Gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn có xung đột cũng nhanh chóng được hóa giải chuyện to hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa thành không tình cảm đôi lứa cũng cũng được củng cố có nhân duyên các lành sức khỏe tốt hơn so với năm ngoái đôi phần chỉ cần chú ý vấn đề về suy nhược cơ thể và họa sông nước là được luận về mặt sự nghiệp công việc làm ăn phát triển ổn định đâu đó có sự đổi mới tích cực hơn nhưng không nhiều. Vẫn còn thiếu một vài yếu tố để tạo ra sự bùng nổ, hãy coi đây là một giai đoạn để tích lũy chờ thời cơ tỏ sáng mà thôi. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân lòng đức tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm thương quan thúc đẩy việc kinh doanh buôn bán thêm phần thuận lợi đường số có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn ban đầu có thể là tai ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng tuy vậy vận trình vẫn có những khúc quanh co có điềm báo tiểu nhân âm thầm phá hoại sau lưng nhắc nhở tuổi dậu hành sự thận trọng nên cảnh giác với cả những người thân quen luận về mặt tài lộc cục diện bình hòa xuyên suốt tạo phận khí ổn định giúp cho người tuổi giàu cân bằng chi tiêu tài chính có thể tích lũy được một món kha khá dùng cho một vài dự án quan trọng sắp tới người làm công ăn lương thu nhập ổn định hơn nhưng chưa đa dạng về nhiều nguồn thu người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài lô thu nhập ổn định năm 2022 vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai. Tuy nhiên sự ổn định khó kéo dài khi hung tinh kiếp tài và tiểu hào quấy phá. Hai tinh tú này đều là chủ về hao tán tiền của. Ngầm đưa ra chỉ báo rằng tiền bạc kiếm được nhiều nhưng khó tụ, dễ tiêu hao cho cuộc sống bản thân hoặc gia đình. Chính vì thế, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để người tuổi dậu tiến hành đầu cơ ngắn hạn rủi ro rất cao khó thu hồi được vốn chứ không hề dễ dàng như những kẻ đưa ra lời dụ dỗ nên tập trung cho các hạng mục đầu tư trung và dài hạn đi chậm nhưng chắc kéo về nguồn thu đều đặn hàng tháng tuy vậy vận trình vẫn có những khúc quanh co có điềm báo tiểu nhân âm thầm phá hoại sau lưng, nhắc nhở những người tuổi dậu hành sự thận trọng nên cảnh giác cả với những người thân quen. Luận về phương diện tình duyên, gia đạo Tình duyên gia đạo khá tốt, ít sóng to, gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không quá vượng đào hoa nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu từ đó có thể tìm được người ưng ý đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định thậm chí có thể cân nhắc lâu dài gia đạo khá hài hòa dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn đôi khi đôi khi nhạt nhò, khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán chường muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự nhưng cơ hội này hung tin phá tối, gieo rắc đều phiền muộn. Nếu không thật sự tỉnh táo, đơn số sẽ rẽ rơi vào những cạm bẫy tình ái, đe dọa hạnh phúc gia đình bảy lâu. Hạn chế những sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm sóc cho nửa kia, có như vậy vận hạn mới qua được. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc tính chuyện hôn nhân, kiếp tài mang theo điềm báo về sự cạnh tranh, nếu không chủ động nắm giữ hạnh phúc e rằng sẽ tuột khỏi tầm tay bất luận là nam hay nữ cũng nên đều cảnh giác luận về phương diện sức khỏe so với năm ngoái sức khỏe của tuổi giàu tốt hơn đôi phần tuy nhiên vẫn cần đề phòng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác gây ra suy si nhược cơ thể hoặc bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều với người cao tuổi, cần thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết đề phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước vào các tháng 4, tháng 5 và tháng 7 âm lịch. Được Long Đức các tin ban phúc, đường số có thể đón tin vui về chuyện thêm con, thêm cháu trong nhà, nhất là những cặp đôi đang chờ mong chuyện con cái khả năng cao những tháng giữa năm sẽ đón được khỉ tính. Tuổi tuất năm 2022, cá loại ngược dòng. Với người tuổi tuất mà nói, năm nhâm dần 2022 là năm tốt lành, mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Nhờ tam hợp cục diện thuốc vượng vận quý nhân lại thêm nhiều các tên so chiếu công việc dù gặp khó khăn nhưng cũng có người giúp ngoại giao tốt đẹp có điềm bảo thăng tiến mạnh về đường công danh tài lộc của đương số năm nay khá tốt đặc biệt là những nga sinh vào tháng 5 tháng 4 và tháng 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên nhâm dần mà tiền bạc hanh thông dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn đầu tư kinh doanh cũng các lợi tình duyên gia đạo tuy nảy sinh khá nhiều bất cập nhưng nhanh chóng được giải quyết chuyện to hóa nhỏ đào hoa nam thì vượng hơn đa phần là đào hoa sát thu hút các mối quan hệ không chất lượng khó tiến tới hạnh phúc nữ mạng yêu đương gặp phải chuyện buồn, chưa thể tiến vào giai đoạn hạnh phúc viên mãn. Sức khỏe tuy không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng do nhiều hung tinh chiếu mà khó tránh tai nạn bất ngờ về xe cộ hoặc đường sông nước có động chạm giao kéo, người sinh vào mùa đông dễ gặp xô xẻo hơn cả. Luận về công danh sự nghiệp Công việc làm ăn thuận lợi có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, không còn quá nhiều thăng trầm như trước. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc khùng hạp đầu tư kinh doanh. Bước đầu có thể gặp một chút trục trặc trở ngại nhưng được tam hợp. Mang tới phận quý nhân, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi phổng liễn người làm công ăn lương có cơ hội tỏ sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạc thăng tiến có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào cuối năm 2022 dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một năm kiếm tiền như hái. Có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hôn hạp làm ăn với người cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạng tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả các tinh. Có điều, tử vi năm 2022 vẫn có những khúc quanh nhất định. Điển hình như Ngũ Quỷ Hung tinh chủ về khóa hại cản trở, tiểu nhân hãm hại hết sức thận trọng trong các hợp tác làm ăn nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Luận về mặt tài chính. Dưới sự hỗ trợ của các cục tam hợp tài lộc trong năm khá tốt. Nhất là những người sinh vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch nhận được tài khí vượng, tiền bạc thanh thông bất ngờ, kiếm tiền như hái bù gấp mấy lần so với những hao hụt của năm ngoái. Năm có thực thần xuất hiện, đường số không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước ngược lại bản mệnh biết đa dạng hóa các hạng mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng thu về hàng tháng ổn định nâng cao chất lượng cho cuộc sống có đều các thần này cũng kích hoạt mạnh ham muốn cá nhân tuổi tuất có xu hướng thích hưởng thụ hơn theo đó chi tiêu tiền bạc trong năm cũng rất lớn nếu không cân đối thu chi hợp lý e rằng túi tiền kiếm được rồi cũng tiêu tán bằng sạch hết sức lưu ý vấn đề này luận về tình duyên gia đạo xét toàn diện tử vi thì thấy rằng phương diện tình cảm gia đạo của người tuổi tuất khá ổn không nảy sinh những sự việc nghiêm trọng dẫn tới chia ly hay đổ vỡ trong năm vận đào hoa của nam giới vượng hơn nữ giới nhưng đa phần là đào hoa xấu có thể thu hút các mối quan hệ mờ ám không tốt cho cả người độc thân lẫn những ai đã kết hôn nếu không thoát khỏi sự cám dỗ tủ sắc e rằng hạnh phúc gia đình bị đe dọa nữ mệnh tuổi tuất dễ thu hút đào hoa xấu trong gia đình vốn đã có chuyện buồn hoặc xung đột từ trước nay lại càng thêm rắc rối u sầu cần đề phòng bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt cả tình và tiền luận về sức khỏe đa phần người tuổi tuất đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong năm 2022 có đời đường, đường số sinh xuất cho lưu niên lại thêm nhiều hung tinh chiếu mệnh nên khó tránh lúc mệt mỏi suy nhược cơ thể mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi để đi du lịch xa để giải tỏa hung tinh bạch hổ và phi liêm đồng tác động mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước người tuổi tuất cần hết sức cảnh giác người sinh vào mùa đông dễ gặp xôi xẻo hơn cả. Chú ý vấn đề đi lại kẻ bị té ngã gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc vùng đầu. Riêng với người lớn tuổi năm 2022 nên tiếp xúc nhiều với thiên nhiên hơn là giam mình một chỗ. Làm như vậy giúp giải tỏa tinh thần vừa tốt cho vấn đề xương khớp và huyết áp tuổi hợi năm 2022, vạn sự khởi đầu nan. Trong năm nhâm dần, tuổi hợi vừa lâm cục diện phá thái tuế, nhưng dần hợi nhị hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, vận quý nhân vượng, nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo. Mưu sự trong năm vất vả hơn, vạn sự khởi đầu nan phải viên kiên trì tới cùng mới có kết quả tốt nếu bỏ dở giữa chừng coi như thất bại tiền bạc kiếm được nhiều nhưng tiêu hao cũng lắm kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn trước đầu tư thích hợp các hạng mục ngắn và trung hạn không nên giữ tiền mặt quá nhiều thay vào đó luôn chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản chứng khoán hùng hạp làm ăn Tình duyên gia đạo trong năm tồn tại khá nhiều bất cập do xuất hiện sự ngang cản từ phía gia đình hoặc áp lực của cuộc sống. Nữ mệnh đào hoa vượng hơn có thể tìm được người ưng ý. Sức khỏe không có vấn đề gì lớn đề phòng họa huyết quan khi va chạm xe cộ hoặc các vật sắc nhọn. Luận về sự nghiệp Tử vi năm 2022 của người tuổi hợi soi động hơn, nhiều khởi sắc hơn chứ không còn bình bình như trước. Vừa chịu tác động của cục diện thái tuế mang điềm báo cản trở. Gây khó khăn vừa có nhị hợp giải phòng kim hãm công việc làm ăn có sự mở mang và khởi sắc hơn. Trong năm cũng có dấu hiệu thay đổi về nơi ăn trốn ở. Dù chưa biết là tốt hay xấu nhưng ít nhất cũng đã đổi chỗ khác. Chấm dứt chỗ ngày bình bình gây nhàm chán. Mưu sự trong năm vất vả hơn nhưng vạn sự khởi đầu nan có chính ấn và thái âm các tinh chiếu mệnh cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng ác đạt được kết quả tốt đẹp thậm chí nằm ngoài sự mong đợi. Chính ấn hỗ trợ tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ chủ quản quản lý hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc người làm trong nhà nước thuận lợi hơn so với doanh nghiệp tư nhân.